Rồi hôm nay mới rảnh là đem cái xe ra quay review cho anh em cái con Fitwin. Con này đời 2022 2023 nè. Đây, như anh em thấy. Đối với những anh em mà ở độ tuổi trung niên đổ về thanh thiếu niên thì mình độ con xe mình phải show được những cái món hàng nó ra ngoài để cho người ta thấy được các bạn. Còn riêng về những anh trai người Malai mà cái hệ người mà đã có gia đình và gọi là người chồng quốc dân thì người ta độ xe làm thế nào mà nó che hết những cái món đồ chơi nó đơn giản nhất có thể. Thì con này nếu mà mình nói sơ sơ, mình nói cái kinh phí cho mấy con xe này nó loanh quanh nó khoảng tầm 50 năm mấy triệu, chắc anh em vô chửi điên chửi khùng không à. Vô tự nhiên nhìn vô đâu thấy cái món đồ chơi ở đâu mà lên tới 50 năm mấy triệu. Thì bây giờ mình sẽ liệt kê cho anh em là đối với con Fitwin này thì mình đã làm những gì cho nó và cái kinh phí nó khoảng tầm bao nhiêu tiền và những món đồ độ trên xe thì nó có bao gồm công năng hiệu năng gì ha. Thì con này là con bản Speed Tailwind 900. Thì đối với những cái con mà đời 22 hình như 221 220 đổ về trước thì nó sẽ phân ra là Speed Tailwind và Street Tailwind. Thì đối với các bản 222 đổ lên hình như là nó không có phân biệt, là nó không còn lấy tên là Street nữa mà nó lấy tên chung nữa là Speed Tailwind mấy bạn. Thì Speed Tailwind nó phân ra hai dòng, một dòng là 1200cc và một dòng là 900cc. Và cái dòng mà mình đang giới thiệu cho anh em đó là cái dòng 900cc anh em ha, chứ không phải là cái dòng 1200cc. Con này thì mình đã làm những cái thứ lặt vặt cho nó. Thì ảnh nói là ảnh sẽ làm loanh quanh nó khoảng tầm chắc 3 option á. Option đầu tiên thì anh lên xương xương trước những cái thứ gọi là công năng đặc dị. Option thứ hai có thể là anh lên bô, lên phục. Và option cuối cùng có thể là anh lên cặp bánh căm hai đĩa. Thì nếu mà bây giờ option đầu tiên thì mình tư vấn cho anh có thể là hồi trước là anh đi cái cặp đèn tun. Đây, hồi trước là anh đi cái bộ đèn Kenzo 4 bóng vuông đó, nó nằm ở dưới cái bàn thờ. Thì mình thấy nó không có đẹp lắm. Anh có hỏi mình, kêu em thấy nó ok không, kêu mình thì mình thấy nó không có đẹp lắm. Thì đối với những xe lát xích thì nên đi những cái bóng đèn tròn, nhìn nó sẽ ổn áp hơn. Thì anh đổi qua cái bộ Lubu L7. Thì full set Lubu L7 này thì loanh quanh nó rơi vào cái mức giá nó khoảng tầm là 4 triệu. Còn tiền câu điện, tiền mạch đồ là riêng nha anh em à. Nó có mạch sẵn nhưng mà khi mà anh em câu điện là riêng nữa. Câu điện thêm tốn thêm khoảng tầm 3 xị nữa, khoảng tầm là 4.300.000 cho full set. Và cái đèn Lubu thì nó có cái công năng hiệu năng gì, mình có cái clip trước lúc mà mình review ba con xe Triumph với lại MT09 với lại con MT09 với lại con gì cái con CB1000 á, thì mình có review cho anh em rồi. Cái công tắc của nó là nó bao gồm rất là nhiều chế độ à. Đây nó có một cái công tắc nhỏ xíu bằng ngón tay út ra, bắt ngay đây thì nó tiện cho anh em này cái nút mở nguồn để lên đèn. Mấy anh em nhấp một cái là lên pha, nhấp cái lên nếu này bắt sinh nè, nút mở nguồn là nhấp cái nữa là lên pha, không nhấp cái là về code, nhấp cái lên pha, nhấp cái về code. Rồi có thêm một cái chế độ nữa là mấy bạn nhấp vô hai cái, hai một hai là nó sẽ chuyển qua chế độ ưu tiên để mấy anh em đi đi đường khuya để nhận diện thương hiệu á. Hai nhấp cái nữa chớp hai bên nhanh, nhấp cái nữa là chớp hai cái nhanh, cái nữa là về zin. Rồi những cái nguồn tắt thì full set này luôn công câu điện thì nó rơi vào khoảng tầm 4.3 triệu là hết đây nè. Còn cái set đèn này là cái set đèn mắt liếc, cái này của thằng GW. Thì full set này nó rơi vào khoảng tầm 7-8 triệu thôi, nhẹ nhàng tình cảm. Ở đây thì mình vẫn xài cái gáo zin của xe nha. Gáo sau là mình vẫn xài cái gáo zin, mình sơn cái màu tiệp với lại cái màu thùng xăng. Nhưng mà mình có gắn một cái mảo CNC. Thì thằng này nó cũng rẻ,
thằng này nó CNC nguyên khối khoảng tầm 3.9 triệu cho một cái set chụp mão CNC. Rồi xi nhan mình đang sử dụng là bộ xi nhan của thằng MotoGasGas. Thì xi nhan MotoGasGas nó thứ nhất là nó đẹp, thứ hai là nó gọn, và cái điều đặc biệt ở trên MotoGasGas là nó cực kỳ sáng anh em ạ. Đây hiện tại là mấy anh em đang coi là nó ban ngày, thấy không? Mấy anh em thấy không? Cực kỳ sáng. Thì một set này nó bao gồm nó thường thường nó bán lẻ một bóng. Mấy bạn muốn mua bao nhiêu cái cũng được, ví dụ mua một cái cũng được, mua một cặp cũng được, hay là mua ba cái cũng được. Thì một bóng của nó, cái dòng này là dòng ai thì nó có dòng pin nữa, cái dòng pin thì nó sẽ rẻ hơn. Dòng pin thì cái núm nó nhỏ xíu à, thì nó khoảng tầm là 1.450.000 một bóng. Còn cái dòng ai này thì nó bự hơn và thấy nó đẹp hơn, thì nó khoảng tầm là 1.900.000 một bóng. Thì một cặp nó sẽ ngốn anh em loanh quanh ở đâu đó nó khoảng tầm là 3.800.000. Rồi chờ lực. Thì nếu mà đúng như những người anh em thiện lành á, thì những người anh em sẽ gắn trợ lực, mấy anh em sẽ show ra đằng trước để khi người ta chụp hình đồ quay clip đồ thấy full cái trợ lực ở đằng trước không, nhìn cho nó bét hơn. Nhưng mà không, người có tiền người ta xài nó những cái nó đơn giản lắm anh em. Đây thì cái này mình đang đi cái cây trợ lực Olin, cây này là cây màu đen ha. Cái cây này new là 9.000.000 mấy. Thì mấy em muốn gắn được cái bộ trợ lực thì bắt buộc mấy anh em phải gắn thêm cái bộ bát nữa. Thì cái bát này là bát tiện tay anh em, nhưng mà mấy anh em coi cái chất liệu tiện tay bên mình. Đây bên này, bộ bát này là bộ bát tiện tay nha, nhưng mà mình đem về mình anode đồ các thứ mấy bạn có thể nhìn thấy được. Như mấy cái sâu nè, trứng gân, trứng guốc, khe khiết đồ các thứ nhìn y chang ở CNC. Thì một set bát tiện tay này nó rơi vào khoảng tầm là gần 2 triệu luôn anode. Còn ví dụ mà mấy anh em mà muốn chạy CNC thì mất thời gian anh em sẽ lâu hơn. Mất thời gian anh em đâu đó nó khoảng tầm một tuần lễ nó sẽ có một bộ bát CNC. Nhưng mà cái bộ bát CNC thì nó rơi vào khoảng tầm 2 triệu mấy, gần 3 triệu luôn anode anh em. Thì nguyên cái kit này nó sẽ rơi vào khoảng tầm 12 triệu. Cây phuộc trợ lực new không thì khoảng tầm là 9.800.000. Cái bộ bát nó thêm khoảng tầm 2 triệu nữa là chạy ra là 11.800.000, là gần 12 triệu là full set cái bộ bát trợ lực với lại cây trợ lực. Rồi xe này hồi xưa là anh chủ xe ảnh đi cái bộ chống đổ khung. Cái chống đổ khung của Xi-âm á, thì mình cũng nói luôn, cái chống đổ khung của Xi-âm thì nó khi mà anh em ngã xe hay là anh em cọ quẹt gì đó, cái chống đổ khung nó cực kỳ an toàn, nó an toàn hơn rất nhiều. Nhưng mà nói mà để gắn lên xe mà độ đẹp á, thì nó lại không có cái độ đẹp. Thì anh chủ xe hồi xưa là ảnh cũng đã gắn cái chống đổ khung rồi, ảnh tháo ra, ảnh kêu mình lên cái chống đổ cây, cái chống đổ cục á, nói nôm na là cái chống đổ cục á. Chống đổ cục thì cái phần này là mình làm bằng nhựa, còn cái phần này là CNC nhôm nha anh em nha. À, khi mà anh em ngã xuống hay gì đó thì nó sẽ cài vô cái phần nhựa, nó bào mòn, nó đỡ bị giặt cái xe hơn. Thì full set này nó khoảng tầm 2 triệu mấy anh em. Bô, set bô vẫn đang đi là cái set bô zin, chứ không phải là cái set bô đồ chơi. Set bô thì mình sẽ đợi đợt sau mình sẽ bốc thuốc ảnh. Cặp kiến là mình đang sử dụng là cặp kiến của thằng MotoGasGas. Cái dòng này là cái dòng lớn dành cho những cái dòng xe classic nha anh em. Một cặp này nó khoảng tầm 7 triệu cho một cái cặp kiến MotoGasGas. Và cái cuối cùng trên cái form đồ chơi mình đã lên cái con xe đó là cái đèn đuôi tích hợp xi nhan NRC. Đây thì nó sẽ bỏ nguyên cái dè đuôi của anh em ra luôn. Mấy bạn sẽ bắt một cái nó bao gồm dè bản số, rồi bao gồm cái bát đó tích hợp xi nhan. Đây nó nguyên cái bát sắt dưới đây nè, nó che cái khung sườn dưới đây của anh em lại. Bắt vô là lúp and lay, mấy bạn không cần phải chế cháo gì hết, kể cả rắc dây điện nó cũng là rắc zin cho hàng Xi-âm luôn. Mấy bạn mua về mấy bạn chỉ gắn rắc vô bắt ốc là xong lượm lúa. Thì nguyên cái kit này nó khoảng tầm 7 triệu anh em. Nó bao gồm là bát biển số nè, bao gồm là đèn tích hợp xi nhan RLC. Và các bạn đi thì 3 năm sau, 4 năm sau nó cũng không đứt bóng đèn nữa. Cái này cực kỳ bền, tự nhiên cái này mình gắn biết bao nhiêu xe trên những cái dòng xe như KTM rồi, hoặc là Ducati, hoặc là BMW rồi. Cái này mình gắn lên rất nhiều rồi, nó chưa thấy cái hiện tượng nào mà nó bị đứt bóng hết. Nó rất bền. Với lại một cái bát rọi biển số. Thấy không? Thấy không? Full kit này nó khoảng tầm 7 triệu nè.
Rồi còn cái phần cuối cùng mình đã làm cho nó là về cái phần làm đẹp, đó là sơn. Thì anh trai thì loanh quanh đâu đó cũng khoảng tầm 50 mấy 60 tuổi anh em, chứ chứ không có có còn trẻ đâu. Nên là anh trai muốn đen á thì anh thấy nó thường quá, lát xích nhiều người chơi đen quá rồi, trắng thì nhìn đi nó dơ. Bây giờ anh muốn cái màu nào mà nhìn cho nó là lạ mà nó hợp với lại cái tuổi của anh, thì mình mới tư vấn qua là cái màu màu này gọi là màu gì ta, màu này mình nói nôm na là màu xanh rêu, nó hơi chuyển qua vàng đấy ha. Đây thì cái này mình sẽ lấy cái tông màu sẽ hợp với lại những anh em trung niên hơn. Là cái tông màu này là mình sẽ lấy ở trên cái tông màu của con XL7. Nhưng mà cái màu này nó ra nắng nó sẽ đẹp hơn con XL7 nha. Do là cái phần nền ở dưới mình có cho thêm camay lên, nên là nó ảo diệu cực kỳ. Hiện tại bây giờ mấy anh em thấy trước camera cái phần này nè, nó là một cái màu vàng khác. Còn mấy bạn ra nắng thì nó sẽ ẩn camay lên, nó sẽ rực hơn nhiều. Đó, ở khúc bên đây các bạn thấy nắng bên đây nè là nó khác hơn nhiều không. Cái này anh chủ xe anh đưa cho mình cái mẫu dựa trên cái ý tưởng của cái con K Edition có ở trên YouTube á, nhưng mà anh không có làm giống như cái mẫu K Edition, mà anh sẽ đổi cái chữ K Edition, cái chỉ bạc ở trên đây sẽ đổi thành cái chữ Triumph. Đây cái này mình sẽ phối cái tông màu đi chung với lại màu xám lông chuột cộng với lại cái chỉ bạc. Cái chỉ bạc ở đây thì mình sẽ đúng ra cái phiên bản zin ở trên YouTube là nó sẽ có cái chỉ bạc, là nó sẽ có một cái chữ K Edition, nhưng mà mình bỏ chữ K Edition đi, mình thay thế thằng bằng cái chữ Triumph. Cái về trước cũng vậy, hình như trên trên cái mẫu kia là không có làm cái về anh em, còn mình làm cái về luôn cho nó hợp nhãn. Đây cái phần về thì mình cũng chạy một cái mảng xám bạc, chạy một cái mảng xám bạc với lại một cái chỉ bạc đó. Con này thì mình có làm cái clip test ride cho anh em rồi, tư thế ngồi nó như thế nào, rồi chạy nó ra làm sao, rồi đi trong phố sao, đi trong hẻm sao. Thì nói chung là đối với một cái con xe Triumph thì mấy bạn cũng biết rồi, những anh em nào mà trung niên độ tuổi khoảng tầm là 40 đổ lên đi con này rất là hợp dáng. Thứ nhất là hợp dáng, thứ hai là hợp tính cách nữa. Những anh em mà khoảng tầm từ độ tuổi 40 đổ lên nó bắt đầu là cái tính mình nó trầm lại rồi, cái tính mình nó sẽ trầm tính lại rồi, mình không có gọi là bốc đồng giống như tuổi trẻ. Nên là những cái con xe với cái nước ga mà nó lên từ từ giống vậy thì nó rất là ổn áp, nó rất là hợp với lại tính cách của anh em. Cặp cốp mình cũng có sơn hai cái chữ Speed to Win luôn ha. Hy vọng là cái option đợt sau mình sẽ bốc thuốc được cho ảnh là cái cặp phục trước Olin, cặp niền. Cặp niền thì chắc là mình đi cái cặp niền tháo xe của Triumph thôi, chứ còn mà lên niền Kinel thì nó nặng lúa quá. Chứ lại còn cái phục sau Olin nữa anh em. Thì sao các bạn tính giúp mình cái con xe này, các bạn nhìn thấy đơn giản đúng không? Để mình nhẩm nhẹ cho anh em thôi, là nó ra tại sao mà nó ra cái số tiền mà mấy chục triệu mà không thấy tiền đồ chơi đâu không. Cặp kiến không là sơ sơ hết 7 triệu rồi. Cái đèn pha trước cũng hết 7 triệu, nó là chạy ga là hết 14 triệu. Cái viền CNC hết 3 triệu 9 cho 4 triệu đi là hết 18 triệu. Xét xi nhan 3 triệu 8 cho 4 triệu luôn đi là hết 22 triệu. Xét đèn 4 triệu 3 thì cho 4 triệu tròn đi là hết 27 triệu. À, rồi xét trợ lực luôn bát ráp vô xong xuôi hết thì nó khoảng tầm cho 12 triệu đi là nhiêu rồi, 27 với lại 12 là 39 triệu. Rồi hai cái cục chống đổ cho 2 triệu rưỡi nữa, cho 2 triệu đi là hết 41 triệu. Cái set đèn đuôi NRC cho 7 triệu đi là hết 48 triệu ha. Rồi tiền sơn bao gồm là sơn cái dè, sơn thùng xăng, sơn cặp cốp và sơn hai cái yếm chụp IC thì loanh quanh nó khoảng tầm cho 5 triệu nữa đi là hết nhiêu các bạn. Nó ra hết 50 mấy triệu rồi các bạn. Rồi chưa tính mấy cái gọi là lóc cốc len keng giống như là ốc ác nè, kính gió nè, cái này thì chủ xe có sẵn rồi, mình không tính vô.
nó ra hết sơ sơ không, mấy bạn thấy một cái con xe phân khối lớn gắn mấy món đồ chơi cơ bản thôi mà nó té ra nó khoảng tầm 50 năm mấy triệu rồi. Còn ở phần này nè, cái cặp này cũng hơn 1 triệu nữa anh em. Zin của thằng Triumph là cái phần này nó sẽ là lòi ra là cái ti màu bạc anh em ha. Nhưng mà cái này là mình chế thêm để mình che lại cái phần ti để nhìn từ trên dưới nó không có bị nhỏ, là cái phần này, cái phần ti trên trên nó nhỏ, nó không bự bằng cái ống phuộc. Mình thả này vô thì nhìn nó sẽ đầy cái phần phuộc hơn. Cặp đó thêm 1 triệu nữa. Thì sơ cái con xe các bạn nhắm mắt nó cũng ra loanh quanh nó khoảng tầm 55 triệu. 55 triệu thành hình một cái con xe như hiện tại, thấy không? Rồi thì sơ thì lên mấy món cơ bản để cho ông anh ổng có xe ổng đi cà phê cà pháo nhìn cho nó mướt con mắt anh em. Còn cái này thì mình đã bát biết, mình đã canh gọi là sát nhất có thể rồi. Khi hôm nay em bẻ hết lái là nó vô gần tới ngay chỗ cái kết nước. Đi là cái thế mà gọi gọn nhất có thể luôn, và đi cũng sát lên trên cái phần chẳng ba luôn. Cách chẳng ba nó vừa đúng giới hạn an toàn cho một con xe. Con xe này đi đường xa đi khỏe lắm, khỏe cực kỳ nè. Này đây nè, bẻ hết lái nó đúng cái chiều cao an toàn. Thường thường mấy bạn làm bát bắt trợ lực lúc nào mấy bạn cũng thanh con ốc nó nhỏ lại để làm cái gì, lúc nào cái trợ lực nó cũng rơi tự do giống vậy nè, nó sẽ không bị sượng cái cây trợ lực anh em ha. Đó rồi, các bạn nào mà có nhu cầu dọn xe hay độ xe mấy bạn cứ alo cho mình, số điện thoại mình là 0903 678 978, gặp Mr. Ken anh em. Chạy vô để xe trọng, lát nữa cho em lau bụi anh qua ảnh lấy. Con này hiện tại là đang đi được euro mới có 1929 cây, tính luôn hồi cái clip hôm qua mình test ride nữa là nó chắc đi được khoảng tầm 1920 cây thôi, tại vì mình test ride vòng vòng thanh đa này chắc tầm mấy cây số à. Phút 90 chuẩn bị giao xe các bạn. Anh chủ xe thấy sao xe còn trống trống quá, phải lên dẫn thêm một cái cùm côn Bullet Ramble với lại một cái cùm thắng cọt Sakota 19 Ramble. Giờ em trai người Israel đang lòi cái cọng dây dầu qua bên hông bên kia mới thả vô được. Vô đang sợ là lúc bẻ hết lái là nó dướng vô thùng xăng. Này đúng ra là mình bấm cái đơn cho ông anh ở bên quận 7 là tới cái khúc hồi nãy mình báo cho anh em thôi. Cái vô sao là ảnh kêu mình dắt vô phòng là ảnh bắt mình bấm thêm cái đơn cùm côn cùm thắng nữa. Anh hỏi mình là gắn cái tay Rambo này vô thì thắng nó có khác không? Trời sáng sớm mà nội đốt rác hả trời. Nó kêu mình thì mình không có trải nghiệm nhiều giống như mấy anh em. Nhưng mà cái kinh nghiệm mình chơi xe tính ra tới thời điểm hiện tại đâu đó nó cũng khoảng tầm 20 năm rồi. Nếu mà nói về chơi xe độ chế nha, mình chơi phải 20 năm. Mình chơi bắt đầu mình chơi xe độ chế từ năm mình 15 tuổi lực. Tới bây giờ là mình mới 37 tuổi thôi. Nếu mà đúng chuẩn luôn là phải 22 năm. Nhưng mà mình tiếp xúc với lại những cái con xe mà độ chế mà nói về công nghệ cao giống vậy á thì mình mới tiếp xúc được khoảng tầm 13 năm thôi. Mấy bạn sẽ nói mình sao mà xài cái khớp này ha. Thì tùy theo mỗi người nó có một cái kinh phí khác nhau thôi. Nếu mà mấy anh em muốn đẹp chuẩn chỉ luôn á, bắt buộc mấy anh em phải bấm một cái cọng dây dầu heo từ ở trên cái cùm thẳng xuống tới ABS thì cái cọng dây dầu nó sẽ tốn anh em thêm khoảng tầm 2 triệu nữa. Tại vì cái con Triumph này nó ác một cái, nó không giống như những cái xe thường. Những cái xe thường nó sẽ ABS giống như những con CB hoặc là những con Z1000. ABS nó sẽ nằm ở trên dưới thùng xăng là một, hoặc là nó sẽ nằm dưới phần yên. Còn riêng cái con Triumph Spectrewin này nó sẽ nằm múc ở dưới cái gầm máy, nằm ở dưới cái phần bô dưới đây nè. Là cái cọng dây dầu nó cực kỳ dài anh em. Nó dòng từ ở trên cái cùm đi xuống thùng xăng, xuống cái yên rồi mới dòng xuống dưới cái thằng cái bô. Nó nằm ở dưới cái chỗ cái ABS. Và nó cực kỳ chua nha. Hồi trước là mình bấm cho mấy cái xe kia là thiệt
nọ mà mấy bạn tháo được cái, tháo cái cục ABS ra không, tháo được cái gọng dây mà gắn lại cái gọng dây mới không, nó cả vấn đề. Mình bị dính cái đó không là phải mấy tiếng đồng hồ. Cái gọng dây dầu đó không á, cực kỳ cực. Hôm qua mình lên cái clip là có nhiều anh em kêu là cái con này là con Cheetah Win chứ không phải là cái con Speed Win. Thì mình cũng có hỏi, tại vì mình không có chuyên, mình không, cái nào mà mấy bạn muốn rành thì mấy bạn phải chơi nó nhiều, mấy bạn mới tìm tòi học hỏi, mấy bạn mới biết nguồn cơn của những cái dòng xe như thằng Triumph này. Nó nhiều cái tên gọi đó bạn, mỗi dòng nó sẽ có một cái tên khác nhau, nhưng mà từ 2022 đổ lên là nó sẽ chung một dòng, đó là Speed Queen, nó không còn Street nữa. Hồi xưa thì nó phân ra hai dòng là Speed với lại Street, còn sau này 2023 nó là một dòng một thôi, là Speed. Thì Speed nó sẽ chia ra là hai phân khúc, một phân khúc 900 và một phân khúc 1200. Và cái phân khúc 900 với lại 1200 là hai cái set bô nó khác nhau luôn, nó không gắn chung với nhau được anh em. Hai set bô nó khác nhau luôn, nó không có gắn chung với nhau được ha. À. Rồi. Chuẩn bị là giao con Triumph Speed Queen vô thêm cho anh trai cùm côn Buick Rambo cùm thắng Corsacota 17. Đó. Đang đi một heo. Bên này thì mấy cô em đang bóc thuốc cho em trai quận 12 đi lên. Con này thì lên cùm côn tí riêu em. Cùm thắng là sử dụng cùm thắng Rambo Corsacota 19 nè, Z9 là cũng là bây giờ là chuẩn bị, đang chuẩn bị muốn xóa ngôi của Z1000 thần thánh này. Đúng không trai? Rồi mấy anh em nào có nhu cầu dọn xe hay độ xe alo cho mình ha, 0903 678 918. Bạn nói rằng là cái đam mê của mình nó đắt tiền lắm, nó khó để mà thực hiện được lắm. Nhưng mà có phải là khi bạn bắt đầu với một cái đam mê, bạn đặt ra một mục tiêu, bạn kỳ vọng và bạn mong mỏi rằng sẽ đạt được nó, rồi sau khi bạn đạt được nó rồi, bạn sẽ làm gì tiếp theo? Đam mê nó không chỉ dừng lại ở việc bạn sở hữu một cái gì đó, mà nó là nhiệt huyết, là kiến thức, là cái kinh nghiệm mà bạn đã dày công tìm hiểu nó, là mục tiêu giúp bạn suy nghĩ tích cực hơn, vui vẻ và hạnh phúc hơn, dù là trong công việc hay là trong cuộc sống. Bạn vẫn có thể không cần chạm đến nó, vì khả năng của bạn có giới hạn, và đó cũng là cái mục tiêu để bạn phấn đấu và cố gắng hơn. Nhưng mà cái tâm trí của bạn vẫn phải luôn hướng về nó, để đem lại cho bạn một cái cảm giác mà chỉ khi bạn thực sự mê mới hiểu được.